Đây là một cái căn nhà nghỉ nha cả nhà, ở Georgia đấy, thì cách Lauren View chừng nửa tiếng đây, mọi người nhìn đây. Cái này thì, cái nhà thì nó ở trên đồi. Cái đường đi xuống cái bờ hồ rất là đẹp luôn. Thì nó có những cái tàu chèo rồi nó có những cái jet ski. Thì mình mướn cái này đó là những cái những cái cano với những cái jet ski là nó bao luôn nhá. Còn nếu mà mình sở hữu căn nhà này thì mình có thể mà mình không phải tốn tiền, mình có thể mua tàu mình để ngay luôn nhá, nếu mà các bạn sở hữu căn nhà này. Đây, bây giờ con Vi với Thảo mới xuống đây. Nè, vô lại chứ. Nè, em về thì kêu với Isaac here alone ha. Oh my. Rất là romantic, right? Right nè. Chụp rồi quay phim luôn. Đấy, quay phim luôn nè. Bây giờ đi lên nha các bạn, đi lên. Đấy, nhà chứa nữ quét lá đây, chứa nữ quét lá, chứa nữ quét, chứa nữ quét lá nha. Là phía trong nhà nhà dài của nó này.